Quang Liêm thất bại trong cuộc tiếp đáy tại World Cup cờ vua. Kỳ thủ cờ vua Quang Liêm đã gặp khó khăn trong 4 ván cờ nhanh tại World Cup cờ vua, đặc biệt là ở loại tie break ngày 7 tháng 8. Trong loạt ván đó, Quang Liêm phải đối mặt với nhiều thế cờ yếu thế, đồng thời không thể thực hiện được chiến lược tốt, dẫn đến việc thất bại ở ván thứ 3 khi đang cầm quân trắng. Trong ván cờ thứ 3, trong thế cờ đậm tính vị trí, Quang Liêm đã không thể tận dụng tốt ưu thế của mình. Tượng trắng của anh bị khóa chặt bởi các tốt và Ponomariov đã tận dụng cơ hội để bắt một tốt của Quang Liêm, từ đó giành lợi thế và giành chiến thắng sau 57 nước cờ. Trong ván cờ sau 43, NF3, Ponomariov đã xây dựng mục tiêu của mình là bắt tốt trắng ở OG5. Quang Liêm chỉ có một con mã bảo vệ tốt này, trong khi đen có hai con mã có thể tấn công. Tuy nhiên, Quang Liêm đã không thể cản trở được kế hoạch của Ponomariov. Với một động thái sau 45, G6, Ponomariov đã đẩy tốt lên G6, loại bỏ khả năng cho tốt trắng ở G5 bắt mã. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ponomariov điều chỉnh vị trí của các quân cờ đen và từ đó dẫn đến sự thất bại của Quang Liêm. Quang Liêm đã gặp nhiều khó khăn sau thất bại khi đang cầm quân trắng, bởi anh phải giành chiến thắng khi cầm quân đen ở ván quyết định. Tuy nhiên, không thể thực hiện được mục tiêu này đã khiến anh gặp khó khăn và cuối cùng phải chấp nhận kết quả hòa, từ đó thất bại 1,5 đến 2,5 trong 4 ván cờ nhanh. Điều này đồng nghĩa với việc Quang Liêm đã mất cơ hội lọt vào vòng 4 World Cup cờ vua. Trong khi Quang Liêm đã gặp khó khăn, Ponomariov lại thể hiện bản lĩnh của mình. Dù đã 40 tuổi, kỳ thủ người Ukraine vẫn mạnh mẽ trong thể thức đấu nó cao. Ponomariov đã từng về nhì tại World Cup cờ vua 2005 và 2009, cũng như đã tiến vào bán kết năm 2011. Tuy Ponomariov có sự trình độ cao, Quang Liêm vẫn được đánh giá cao hơn với sự chênh lệch 90 elo cờ tiêu chuẩn so với Ponomariov. Sau chuỗi ván cờ tiêu chuẩn không thể phân định thắng bại ở World Cup cờ vua, Quang Liêm đã mất 6,8 elo, làm giảm hệ số của anh xuống còn 2.